Wow các bạn, Thuận đã chia sẻ với các bạn đó là tuần này sẽ là một tuần mà đầy sôi động, có nhiều sự kiện Chưa gì hết, đó, hôm nay chỉ là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ mà thôi Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là đầu tuần ngày thứ hai rồi Nhưng mà chưa gì hết chúng ta cũng đã có một cái thông tin chấn động Đó chính là liên quan đến Tổng thống Joe Biden đã chính thức rút lui khỏi cuộc đua Tổng thống rồi các bạn Và mới đầu đó thì chúng ta được là giá cả đã có một cái sự phản ứng tiêu cực Nhưng mà sau đó, đó đã bắt đầu có cái sự hồi phục trở lại Và hiện bây giờ đã giá Bitcoin mức là 68.000 đô các bạn Cao nhất trong cả tháng này và chúng ta đã sắp sửa đóng lại cái tháng 7 này rồi Bởi hiện bây giờ đó tình hình như thế nào tuần này đó còn những cái thông tin nào khác mà chúng ta cần phải quan tâm đến và những cái sự kiện gì tôi như chia sẻ tất cả những thông tin đó với các bạn và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi và hôm nay đó Thuận đã trở lại rồi các bạn sau khi mà nghỉ ngơi một ngày cuối cùng đó thì Thuận cũng đã có một ngày thứ bảy rất là im lặng các bạn hôm qua hầu như là không có tin tức nào hết nhưng mà hôm nay đó chúng ta lại đã bắt đầu có nhiều tin tức các bạn và tôi nghĩ là cả tuần này sẽ có rất là nhiều tin tức luôn nhất là liên liên quan đến cái hội nghị Bitcoin Conference chúng ta cũng sẽ có cái sự kiện liên quan tới e Spot ETF tuần này và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu với tin tức lớn nhất đi thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái thông tin được chia sẻ đó chính là liên quan tới tổng thống Joe Biden đã cuối cùng chính thức rút lui ra khỏi cuộc đua tổng thống rồi các bạn chúng ta cũng đã biết đây là cái thông tin mà để được nói đến biết bao nhiêu tuần qua rồi có lúc đó thì nói là chuẩn bị rút lui có lúc đó thì tổng thống Joe Biden nói là không tôi sẽ ở lại để mà chiến đấu cho tới cùng Đừng nói chi xa các bạn, cách đây 2 ngày đó thì các bạn đã nhớ thuần chia sẻ là cái người mà trưởng chiến dịch bầu cử của Tổng thống Biden cũng đã lên trên đài truyền hình và đính chính là Tổng thống Biden không có kế hoạch rút lui nhưng mà hai ngày sau đó thì đã có tin tức chính thức rồi và điều này đó có ý nghĩa gì đối với thị trường tài chính nói chung cũng như là đối với lại thị trường khôi các bạn và chúng ta cũng có thấy được ra đây là tin tức chính thức rồi tại vì được chia sẻ đó từ cái Twitter chính thức của Tổng thống Joe Biden các bạn đây là Twitter chính thức và đây là cái thư gửi đến cho mọi người người cho biết là ông đã quyết định là sẽ rút lui ra khỏi cuộc đua tổng thống và thêm một điều nữa đó thì khi mà ông rút lui ai sẽ là người sẽ thay thế ông đứng lên để mà ứng cử thì cái người mà ông ủng hộ đó chính là phó tổng thống hiện tại Kamala Harris Thì cái này cũng chưa chắc chắn 100% đâu các bạn Nhưng mà khả năng đó là rất là cao để thường chia sẻ cho các bạn hiểu thêm Và cái suy nghĩ của Kamala Harris về Bitcoin và Crypto là như thế nào Và chúng ta cũng sẽ nói về những thông tin này Nhưng mà trước hết á, thì các bạn thấy được là khi mà có tin tức liên quan đến tổng thống Joe Biden rút lui đó Thì giá của Bitcoin đã đi xuống từ cái mức là khoảng 67.600 đô các bạn Xuống tới mức thấp đó là có 65.835 đô mà thôi tại vì đó chúng ta cũng đã nói tới khá nhiều trên channel này rồi thị trường nó đã có một cái sự chuẩn bị cho cuộc tranh cử giữa tổng thống biden và cựu tổng thống donald trump và thị trường nó cũng đã phản ảnh theo giá cả đó về cái khả năng đắc cử của cả hai người rồi cho nên đó, khi mà có một cái gì đó thay đổi thì thị trường lại phải điều chỉnh lại cái khả năng đó và thị trường sẽ có một cái sự phản ứng các bạn tùy theo là khi mà ông rút lui rồi đó thì ai sẽ là người đứng lên để mà thay thế ông đứng ra để mà ứng cử với lại cựu tổng thống donald trump về mặt Bitcoin đó thì dễ hiểu thôi các bạn tại vì chúng ta cũng đã biết là cựu tổng thống Donald Trump thì rất là ủng hộ Bitcoin hiện bây giờ ngược lại đó thì bên tổng thống Biden thì không có ủng hộ Bitcoin và crypto ông không có nói trực tiếp các bạn thật ra xưa giờ đó chúng ta không nghe Tổng thống Joe Biden nói về Bitcoin và crypto nhưng mà gián tiếp đó, bằng cách là ông vẫn tiếp tục tin tưởng và trọng dụng những người như là Gary Gensler, chủ tịch SEC hay là chúng ta nói tới thượng nghị sĩ Warren thì chúng ta cũng thấy được đó là gián tiếp ông cũng cho chúng ta thấy là chính quyền của ông đó không có thiện cảm với lại Bitcoin và crypto và chúng ta cũng đã nhớ đó cái phần trăm đắc cử dựa theo Polymarket đó, thì nghiêng về phía của cựu thông thống Donald Trump rất là cao cái khả năng đắc cử của tổng thống Biden rất là thấp cho nên chúng ta đã thấy được là thị trường cũng đã bullish về cái thông tin đó nhưng mà bây giờ đó thì ông đã không còn đứng ra nên mà tranh cử nữa thì khả năng người kế tiếp so với lại cựu tổng thống Donald Trump đó đắc cử là bao nhiêu phần trăm và người đó có ủng hộ crypto hay là không và sau đó chúng ta nghe được tin là ông ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris và sau đó đó các bạn cũng đã thấy trên màn hình rồi giá đã tăng ngược trở lên và bây giờ mức là 68.000 đô tại vì bây giờ đó cho dù là ông rút lui chúng ta bây giờ đang hướng về là khả năng rất cao là phó tổng thống Kamala Harris là người đứng ra để mà thay thế ông chưa chắc chắn 100% nhưng mà khả năng cực kỳ cao nhưng mà cho dù là như vậy đó thì à, phần trăm đắc cử của tổng thống Donald Trump hiện bây giờ đã nhiều người nghĩ vẫn cao hơn tôi sẽ chia sẻ thêm một lát nữa với các bạn nhưng mà chúng ta có thể nhìn chung đó thì à, cả thị trường crypto hôm nay tăng 1.6% cho bạn BTC đó thì tăng khoảng chừng là 1.1% và vốn hóa của thị trường bây giờ đã là 2,6 nghìn tỷ rồi. Bitcoin hôm nay rất là tốt các bạn nhưng mà về altcoin đó thì hầu như 50 50 chúng ta vẫn có những cái altcoin tăng trưởng ngày hôm nay như là EVAX tăng 11.4%, chúng ta có Core tăng 14.4%, TIA tăng 12.9%. Đó là cái tình hình của altcoin hiện tại các bạn. Còn về tình hình của tài chính nói chung thì sao? Hôm nay là chủ nhật đó, thì chúng ta đương nhiên sẽ không có chứng khoán mở cửa nhưng mà thị trường futures sẽ hoạt động tương lai đã mở cửa rồi các bạn và hiện bây giờ đã phản ứng cũng tích cực đối với tin tức này chúng ta nhìn thấy được là cả ba chỉ số Dow Futures thì tăng 0.11% S&P Futures thì tăng 0.21% và Nasdaq Futures thì tăng 0.34% cái ba chỉ số đó đều đang xanh hiện tại nói chung là phản ứng tích cực với thông tin là người thay thế tổng thống Biden là Kamala Harris các bạn có thể nói là bây giờ đó Kamala Harris thay thế tổng thống Biden đi nữa thì cái khả năng đắc cử của tổng thống Donald Trump cũng không có thay đổi nhiều. Đó là phản ảnh của thị trường tài chính hiện bây giờ. Và chúng ta có nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó thì cũng gỡ đó các bạn 80 đô 49 cent cho một thùng dầu. Vàng đó hôm nay cũng không có thay đổi nhiều ở mức là 2409 đô cho một ounce vàng. Và chúng ta cũng thấy được đó là cái thông tin liên quan đến tổng thống Biden hôm nay thật sự là rất bất ngờ các bạn. Thậm chí đó những người mà làm cho ông các bạn cũng choáng váng với thông tin này luôn những nhân viên nhà trắng và chiến dịch tranh cử đó những người mà cho đến chiều ngày hôm nay vẫn khẳng định là tổng thống biden vẫn sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua nhưng mà sau đó đó thì các bạn thì được là ông đã chia sẻ cái thuyết này ở trên uh, twitter các bạn các bạn có thể thấy được là bây giờ đó nó khác biệt như thế nào tổng thống biden quyết định rút lui ra cuộc đua không phải là ông lên đài truyền hình để mà thông báo, không phải là ông lên trên một cái chương trình gì đó để mà thông báo các bạn mà ông lên trên Twitter trên X để mà chia sẻ và mọi người đó mà làm việc trong đều biết thông tin qua cái thuyết, không ai trong chúng tôi hiểu chuyện gì xảy ra. Đây là một trong những người mà làm việc trong đã cho political biết các bạn đây là một cái trang web chuyên về thông tin về chính trị thì các bạn thấy được đây cũng là một cái sự bất ngờ không phải là đối với chúng ta mà còn đối với những người mà làm việc cho ông tôi nghĩ đương nhiên những người mà cấp cao đó thì sẽ biết các bạn ông sẽ bàn bạc với họ trước nhưng mà hầu hết những người còn lại đó thì ông đều rất kính miệng và không biết gì hết cho đến khi mà ông chia sẻ cái twitter các bạn nghĩ thì các bạn là người mà đang làm việc cho cái chiến lược tranh cử của ông mà các bạn thấy cái này ở trên twitter thì các bạn tính như sao các bạn các bạn sẽ nghĩ là ồ oh, vậy bây giờ mình làm gì đây bây giờ mình còn công việc hay là không ngày mai ai là thứ hai thì có cần đi làm nữa hay không các bạn có thể nói là cực kỳ rối loạn hiện bây giờ và chúng ta có thể nhìn thấy được là dựa theo Poly Market thì đây là cái trang web liên quan đến cá cược mà thôi có thể là nhiều bạn hiểu nhầm nó cái phần trăm các bạn nhìn thấy trên màn hình không phải là cái khảo sát liên quan tới bỏ phiếu mà đây là cái phần trăm phản ảnh là bao nhiêu người nghiêng về ai sẽ thắng thì chúng ta nhìn thấy được là 64% bây giờ nghiêng về là cựu tổng thống Donald Trump sẽ thắng và Kamala Harris là 30% các bạn thì cách đọc của trang web này như thế này các bạn. Các bạn có thể nghĩ đơn giản đó là đối với lại cuộc tổng thống nào Trump thì bây giờ đó chúng ta nhìn thấy là vừa thay đổi là 63%, có nghĩa là các bạn cá cược cụ tổng thống nào Trump sẽ đắc cử. Các bạn sẽ cá cược là 63 đô khi mà thắng các bạn sẽ lấy được một đô la. Và nếu như mà các bạn tin là Kamala Harris sẽ đắc cử đó thì các bạn sẽ cá cược là các bạn sẽ cá 30 đô khi mà thắng đó các bạn sẽ được chung là 100 đô la Tuy đây là một trang web cá cược nhưng mà các bạn nhìn thấy được là cái chỉ số này đó đã chính xác về việc là tổng thống Joe Biden sẽ rút lui Cho dù là ở bên của tổng thống Joe Biden có nói là ông không rút lui bao nhiêu lần đi nữa đó Các bạn nhìn thấy là cái phần trăm rút lui với vâng cái mức cao các bạn 60%, 70% chúng ta cũng đã nói là có cái gì đó nó không có phù hợp Tại vì ở bên tổng thống Joe Biden đó, thì họ nói là ông sẽ không rút lui Nhưng mà cái phần trăm cá cược ông rút lui đó rất là cao các bạn và cuối cùng họ đã nói đúng Đó chính là ông cuối cùng đã rút lui rồi thì à, các bạn thấy được là bây giờ đã thay thế Kamala Harris vào vị trí đó thì cụ thông tin đầu phần trăm vẫn cao hiện tại cho nên thị trường đã phản ứng tích cực hơn sau khi mà biết thông tin các bạn một điều nữa đó các bạn có thể để ý đó bây giờ chúng ta lại không nhìn thấy những người như là Hillary Clinton hay là chúng ta không nhìn thấy những người như là thống đốc của Cali là Gavin Newsom trên danh sách này nữa tại vì sao các bạn tại vì đó rất là nhiều người bây giờ đã lên tiếng ủng hộ Kamala Harris đứng ra để mà tranh đấu với là cựu tổng thống Donald Trump. Có thể nói là cái danh sách này cực kỳ dài luôn. Chúng ta có dân biểu, chúng ta có nghị sĩ, chúng ta có thị trưởng, chúng ta có thống đốc và những người nổi tiếng luôn các bạn, những người mà người ta nói là có khả năng sẽ thay thế tổng thống Biden nếu như mà ông rút lui đó, đó chính là Hillary Clinton các bạn. Hillary Clinton cũng đã lên tiếng nói là ủng hộ Kamala Harris có nghĩa là bà cũng sẽ không đứng ra để mà tranh cử cho nên chúng ta mới thấy được là tên của bà đã không còn ở đây nữa. Hay là chúng ta nói tới là thống đốc của Cali đó chính là Gavin Newsom thì Gavin Newsom cũng đã nói là sẽ ủng hộ Kamala Harris có nghĩa là chính ông cũng sẽ không có đứng ra để mà tranh cử các bạn. Cho nên chúng ta mới thấy được là nhiều tên đã bị loại bỏ trong danh sách này rồi. Và chúng ta cũng thấy được là những người mà có tầm ảnh hưởng ở trong Đảng Dân chủ đó thì chúng ta cũng thấy là cựu tổng thống bill clinton cũng đã ủng hộ kamala harris và chúng ta nhìn thấy chỉ có một người duy nhất mà có sức ảnh hưởng ở trong đảng dân chủ bây giờ mà không ủng hộ kamala harris đó chính là ai các bạn đó chính là cựu tổng thống obama Clinton Obama nó không có nói thẳng là không ủng hộ Kamala Harris mà chỉ nói là ông ủng hộ một quá trình đề cử mở có nghĩa là bây giờ đó thì hãy để cho ai có tài cứ đứng lên để mà tranh cử trong nội bộ để xem coi là ai mới là người được đại diện cho đảng để mà đứng ra ứng cử kỳ này thì các bạn thì được là ông không có nói thẳng nhưng mà như vậy thì cũng đồng nghĩa là không ủng hộ Kamala Harris đứng ra để mà ứng cử tổng thống thì đây là một cái mà khiến cho nhiều người cũng khó hiểu các bạn nói chung đó là hầu hết đều đồng lòng là Kamala Harris sẽ là người thay thế cho tổng thống Joe Biden. đương nhiên là cần phải được xác nhận bởi đảng và đại hội đảng đó sẽ là vào tháng 8 các bạn. Cho nên chúng ta sẽ biết chắc chắn hơn ở thời điểm đó. Nhưng mà bây giờ đã hầu như đã, đã gần như chắc chắn chính là Kamala Harris rồi. Đó là thông tin chúng ta nhận được mới nhất cho đến ngày hôm nay. Nếu như mà có thay đổi gì thì tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn. Thì câu hỏi kế tiếp đó là OK, chúng ta bây giờ đã biết là cái khả năng giữa bà và cụ Tổng thống Donald Trump như thế nào dựa trên poly market. Thì câu hỏi kế tiếp là Phó Tổng thống m ư Kamala Harris đã có bao giờ nói về crypto hay là Bitcoin hay chưa? Quan điểm của bà như thế nào? Thì thật ra đó, Phó Tổng thống Kamala Harris chưa bao giờ có phát biểu công khai về crypto các bạn. Bà có thể lựa chọn hoặc là ủng hộ hoặc là gây thù địch với 52 triệu người dân Hoa Kỳ đang họ đầu crypto. Bà đang ở một vị thế rất là tốt. Bà có thể là ra quyết định là bất cứ chiều nào mà bà muốn các bạn. Và điều thú vị hơn đó là các bạn đã biết là Coinbase có một cái trang web có tên là standwithcrypto.org thì trên trang web này đó các bạn có thể là đi tìm kiếm tên của những cái chính trị gia và quan điểm của họ liên quan đến crypto như thế nào và thậm chí hồi nãy đó thuần đi kiếm nó cũng không có tên phó tổng thống Kamala Harris ở trên cái danh sách tên luôn các bạn có thể nói là bà chưa bao giờ nói gì về crypto hết và bây giờ đó bà có khả năng rất cao sẽ trở thành người đại diện cho đảng dân chủ cho nên chúng ta cũng đã nhìn thấy được là tên của bà đã được thêm vào danh sách này và cũng như thằng đã chia sẻ đó bà chưa bao giờ nói gì về crypto cho nên chúng ta không thấy có bất cứ cái thông tin gì và thằng cũng đã kiểm tra nhiều nguồn các bạn chưa bao giờ mà nói hết cho nên bà đang ở vị trí rất là tốt và tuy là như vậy đó Adam Cochran các bạn đây là một trong những người mà cũng có cái mối quan hệ với lại DC các bạn cho nên cũng có một chút xíu thông tin liên quan đến chính trị thì Adam Cochran cũng đã chia sẻ là tuy là bà chưa bao giờ nói về crypto nhưng mà bây giờ đó nếu như bà đứng ra ứng cử tổng thống thì đương nhiên bà phải lựa chọn một ứng cử viên khác để mà thay thế vị trí của bà là ứng cử viên cho chức vụ phó tổng thống thì các bạn thấy được là có một số tên tuổi được nói đến ngày hôm nay thứ nhất đó chính là Pete Buttigieg các bạn đây là một trong những người mà cái đợt trước đó năm 2020 cũng đã từng đứng ra để mà ứng cử tổng thống các bạn thì đây là một người đó có quan điểm rất là tốt đối với crypto các bạn nói chung đó, thì Pete Buttigieg tin crypto là hàng hóa không phải là chứng khoán có nghĩa là ông không tin SEC có thẩm quyền đó với crypto thứ nhì nữa là chúng ta có Shapiro các bạn Shapiro đó mà nói tới đây đó, đó chính là thống đốc Josh Shapiro của bang Pennsylvania hiện tại thì ông là một trong những người đó, tin crypto là một loại tiền tệ các bạn và chúng ta cũng thấy được là một trong những người khác nữa đó chính là một cố vấn của bà Harris trước đây đó chính là Montoya thì đây là một trong những người mà cũng rất là pro crypto các bạn ủng hộ crypto nói chung nó những cái sự lựa chọn hiện bây giờ đó cho chức vụ phó tổng thống khi bà đứng ra để mà ứng cử thì uh, đều cho thấy là có cái quan điểm thân thiện với được crypto và điều quan trọng hơn đó dựa theo Adam Cochrane đó giữa bà với lại thượng nghị sĩ chống crypto đó thượng nghị sĩ Warren hai người này đó cực kỳ ghét nhau ở DC các bạn thì có khả năng là sẽ không cùng quan điểm với đợt crypto đương nhiên chúng ta cần phải nghe cái sự chia sẻ đến từ Kamala Harris nhưng mà tới cuối cùng nó có quan trọng hay là không thì quan trọng hay không đó là ai sẽ là tổng thống các bạn nếu như mà cụ tổng thống Donald Trump đắc cử thì bà có quan điểm gì về crypto đó cũng không có thành vấn đề đâu các bạn nhưng mà hãy tưởng tượng bây giờ đó bà lại nói là bà rất ủng hộ crypto thì các bạn có hai ứng cử viên người nào của một crypto hết thì sẽ bullish cỡ nào các bạn đương nhiên cái đó là thuận đang lạc quan mà thôi chúng ta phải chờ thêm thông tin mới biết được đây là những cái thông tin mới nhất liên quan đến sự kiện đã xảy ra ngày hôm nay mà tôi muốn chia sẻ với các bạn chúng ta bây giờ hãy nói tới những cái sự kiện nổi bật trong tuần này đi những cái thông tin gì các bạn cần phải nắm bắt được Nhưng mà trước hết thì các bạn thấy được là cái sự cố IT liên quan tới CloudStrike thì cũng đã được giải quyết rồi Theo thuận là chỉ còn một vài người nói là họ bị ảnh hưởng mà thôi Còn lại thì đã hoạt động lại bình thường rồi các bạn Ngay cả Amazon cũng đã hoạt động lại bình thường rồi Nhưng mà các bạn đã thấy được là một cái sự cố IT chỉ trong vòng một ngày thôi cũng đã gây ra nhiều rối loạn trên toàn thế giới Vậy mà vẫn có người nói tắt Internet thì Bitcoin sẽ tiêu Nếu như mà không có Internet thì Bitcoin sẽ không không phải là vấn đề mà các bạn cần phải quan tâm đâu. Và những cái thông tin nổi bật trong tuần này đó thì các bạn sẽ được đây là cái danh sách những cái sự kiện lớn. Thì tất cả những ngày này là ngày ở Hoa Kỳ các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày thứ ba tuần này đi. Đó chính là ngày mà iShares Spot ETF sẽ bắt đầu giao dịch các bạn. Và hiện bây giờ là sẽ có năm quỹ bắt đầu giao dịch trong tuần này. Và đây là một cái sự kiện chúng ta đã chờ đợi cũng một thời gian dài rồi. Chúng ta muốn biết xem cái dòng tiền như thế nào. Đương nhiên chúng ta cũng đã nói khá nhiều về cái khả năng sẽ có sell rồi News. không biết là có hay không các bạn cái đó là không ai nói trước được đâu nhưng mà về bitcoin đó thì đã có hiện tượng sau đại news sau khi mà bitcoin spot ETF bắt đầu trong thời gian khoảng chừng là hai tuần đầu tiên đó chúng ta thấy được là giá lại có có sự điều chỉnh xuống trước khi mà họ phục trở lại và đặt tính mới sau đó các bạn khi mà dòng tiền đó, từ từ xuất hiện và chúng ta thấy là ban đầu có được bán rất lớn đến từ grayscale đợt này thì nó khác một chút các bạn ethereum đó thì trước khi mà có bitcoin spot ETF bắt đầu giá cũng tăng nhưng mà không có nhiều các bạn tăng thường nhớ là khoảng 10% 12% gì thôi khác xa với lại bitcoin bitcoin tăng tới mấy chục phần trăm là các bạn có thể thường nhớ không lầm là khoảng 80% trước khi mà có bitcoin spot etf cho nên đã tăng rất là nhiều rồi sau đó có một cái sự điều chỉnh khi mà có bitcoin spot etf ether đây thì cũng tăng nhưng mà không có nhiều như vậy và thứ nhì nữa đó là liên quan tới Rayscale các bạn Scale đó thì không có nằm trong danh sách Năm cái quỷ mà có thể bắt đầu vào ngày thứ ba Ngày mai đó là thứ hai Tại Hoa Kỳ có thể chúng ta sẽ có thêm một số những cái quỷ khác Được chấp thuận để giao dịch vào ngày thứ ba Chúng ta sẽ cập nhật thêm trong video kế tiếp Nhưng mà hiện bây giờ đó là cái thông tin Thì muốn chia sẻ với các bạn Và ngày thứ năm 5 cho đến ngày thứ bảy tuần này đó ngày 25 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 đó chính là cái hội nghị Bitcoin hàng năm lớn nhất các bạn Bitcoin Conference. Lần này đó là ở uh, tiểu bang Tennessee, ở thành phố Nashville các bạn và chúng ta cũng nói rất nhiều rồi. Cái dàn diễn giả năm nay đã cực kỳ hùng hậu các bạn. Chúng ta có cụ Thông Thông To Donald Trump uh, và ai bây giờ đó cũng đang chờ đợi xem coi ông sẽ biểu gì các bạn. Ông cũng không có thể nào mà đến Bitcoin Conference chỉ để nói những cái câu thông thường đâu tại vì đây là một cái hội nghị chuyên về Bitcoin thì đương nhiên ông uh, cũng phải chuẩn bị một cái bài diễn diễn văn nào đó các bạn thì mọi người đang có nhiều tin đồn bây giờ là có khả năng là ông sẽ nói là sau này nếu như mà ông trở thành tổng thống Hoa Kỳ thì có thể là một phần trăm hay là hai phần trăm của trái phiếu Hoa Kỳ sẽ được hỗ trợ bởi Bitcoin hay là cái gì đó 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 là những cái tin đồn hiện bây giờ không có gì xác thực hết các bạn nhưng mà điều xác thực đó chính là tuần này ông sẽ là diễn giả tại Bitcoin Conference các bạn các bạn có tương tự được hay là không? chúng ta đang nói tới là một ứng cử viên nó đang có khả năng cực kỳ cao sẽ là tổng thống kế tiếp ở Hoa Kỳ đến Bitcoin conference. đây là một cái sự kiện rất lớn các bạn. chúng ta không những là có ông mà chúng ta còn có ứng cử viên khác nữa chính là Robert F. Kennedy Jr. cũng sẽ đến cái sự kiện này. chúng ta có Arkansas Wood cái này cũng dễ hiểu thôi. tại vì chúng ta thấy Arkansas thì có Bitcoin ETF, chúng ta có Michael saylor của Michael Strategy. thì năm nào ông cũng tới các bạn và nhiều người khác. trong đó chúng ta còn đã từng nói đến là chúng ta có Edward Snowden và ông ông sẽ tham gia trực tuyến. Chúng ta có diễn viên hài Russell Brand và chúng ta có Mueller Venture Partner, đó chính là Bill Mueller. Các bạn cũng sẽ đến dự hội nghị này cùng nhiều diễn giả khác. Trong đó chúng ta có Vivek Ramaswamy, chúng ta có thượng nghị sĩ Bill Hageny, thượng nghị sĩ Marshall Blackburn, thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và dân biểu Rokana. Bạn thấy được là năm nay là một năm mà có rất là nhiều những cái diễn giả đến từ chính trị. Cách đây vài năm đó, thì Bitcoin đã thâm nhập vào thị trường forward hay nói ngược lại đó thị trường forward muốn một phần của Bitcoin này các bạn. Cho nên chúng ta nhớ là những năm trước đây chúng ta có rất là nhiều những giám đốc của những công ty forward lớn đến hội nghị này. Năm nay chúng ta thấy được là Bitcoin đã trở thành một phần của chính trị rồi. Cho nên có nhiều chính trị gia đến cái hội nghị này. Đó là sự kiện sẽ xảy ra vào ngày thứ năm tới ngày thứ bảy của tuần này các bạn. Cũng ngày thứ năm đó chúng ta sẽ có GDP tổng sản lượng quốc đội của Hoa Kỳ và ước tính là 1.9%, 1.9% không có cao các bạn, coi như là thấp đó. Nhưng mà tháng trước các bạn đã nhớ là điều chỉnh xuống chỉ còn có 1.4% mà thôi. Nói chung thì cho dù là 1.9 thì nữa cũng cho thấy được là nền kinh tế Hoa Kỳ đang rất là chậm lại rồi. Và ngày thứ năm đó chúng ta cũng sẽ có một cái thông tin các bạn nhưng mà đây là một cuộc họp mà thôi. Chúng ta sẽ không biết là cái tin tức cuối cùng như thế nào. Các bạn đã nhớ là chúng ta đã từng nói đến là có cuộc họp của SEC vào ngày 15 tháng 7 tuần vừa rồi và có tin đồn đó là họ sẽ thảo luận về việc giải quyết cái dự kiện với lại Ripple nhưng mà cái cuộc họp đó tôi vừa rồi đã bị hủy rồi các bạn và họ đã dời lại cho ngày 25 tháng 7 tuần này có nghĩa là ngày thứ năm và điều mà các bạn thấy được đó cái thông tin mà nhiều người chia sẻ đó chỉ đơn giản là một cái cuộc họp và có một cái đề tài là giải quyết các khiếu nại tố tụng mà thôi như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, đây là các phần liên quan đến giải quyết khiếu này tố tụng nhưng mà họ không nói rõ là tố tụng với công ty nào cho nên những cái thông tin những cái tin đồn liên quan tới sắp sửa có một cái thỏa thuận giữa SEC Ripple đó vẫn mãi là một tin đồn hiện bây giờ mà thôi các bạn không có được xác thực hy vọng là như vậy nhưng mà chúng ta sẽ không biết cho đến khi mà họ cung cấp thông tin và chúng ta thấy được là đến thứ sáu đó thì chúng ta sẽ có chỉ số phần trăm lạm phát PCE và chúng ta thấy được ước tính đó là 2.5 tháng trước là 2.6 và Core PCE cũng tương tự như vậy là 2.5 tháng trước là 2.6 thì các bạn hãy nhớ là mỗi tháng chúng ta sẽ có hai chỉ số phần trăm làm phát chỉ số đầu tháng đó chính là CPI chúng ta nói tới rồi các bạn rất là tốt luôn rồi cuối tháng có PCE hai chỉ số này đó thì nó cách tính nó khác nhau các bạn nhưng mà xu hướng nó sẽ giống nhau cho nên khi chúng ta có CPI tốt thì không lý do gì mà PCE không được tốt cho nên chúng ta khả năng cao sẽ thấy PCE cũng sẽ như là mong đợi mà thôi đó là cái lịch trình của tuần này các bạn và đương nhiên khi mà chúng ta có những cái thông tin của những ngày này thường sẽ chia sẻ nhanh nhất với các bạn Một tuần mà đây sôi động luôn Và chúng ta cũng đã gần kết thúc tháng này các bạn Mới đây thôi đã là ngày 21 tháng 7 rồi Các bạn có biết chúng ta gần với lại cuối năm hơn là đầu năm ở thời điểm bây giờ Tại vì chúng ta đã bước qua tháng 7 rồi Mới đây đó mà chúng ta đã 7 tháng vào năm nay rồi, Thường còn nhớ đó mới ngày hôm qua, giống như là mới ngày hôm qua đó chúng ta nói tới là năm nay sẽ một năm như thế nào cực kỳ sôi động. Và đến bây giờ đây, hy vọng các bạn đã không thất vọng các bạn năm nay thực sự là một cái năm rất là sôi động. Và hiện bây giờ đã tháng 7 vẫn chưa kết thúc các bạn nhưng mà chúng ta thấy được là Bitcoin hiện bây giờ đã tăng trăm tháng 7. Nói chung đó, cái phần trăm này không phải là nhiều nhưng mà nó rất là tốt các bạn tại vì thường nghĩ là thuộc và nhiều bạn cũng đã có một cái tâm lý là ba tháng hè này đó, sẽ là ba cái tháng hè mà có thể chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn các bạn giá cả sức cơ dao động. Tại vì chúng ta nói tới Mao Gox bán cái số lượng mật không có họ vân vân thì chúng ta thấy được là ít ra đó ngay bây giờ thì chúng ta có tháng 6 là giảm khoảng 7% tháng 7 đó ngay bây giờ là tăng 8.37% và chúng ta chỉ cần cố gắng qua tháng 8 đó thôi các bạn thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào những cái tháng cuối của năm nay. September đó nghĩa là tháng 9 thì thường là một tháng mà cũng có nhiều màu đỏ các bạn nhưng mà qua tháng 10, tháng 11, tháng 12 thường là 3 tháng rất là tốt. Chúng ta đã nói tới là October, chúng nói tới là November và December các bạn. Mới đây thôi chúng ta là một lần nữa chờ đợi những cái tháng cuối năm. Và dòng tiền của Bitcoin Spot ETF cũng rất là tốt luôn các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là ngày thứ sáu đó cuối cùng kết thúc đó chúng ta thấy được là có dòng tiền dương là 383 triệu Chúng ta có thể nhìn thấy được là mỗi ngày đều có 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 400 triệu. Tất cả những cái này là lực mua trên sàn OTC các bạn. Các bạn có nghĩ sàn OTC có nhiều bịch con gì hay là không? Chúng ta đang nói đến là họ mua khoảng 1 tỷ đô la mỗi một tuần các bạn. Và nếu như mà không có đủ để mà bán đó, thì chúng ta sẽ được là họ sẽ phải mua trên sàn spot thay vì cái quỹ này phải có số lượng Bitcoin để mà đảm bảo. Một điều mà các bạn có thể để ý đó là chúng ta đã thấy được là không có dữ liệu đến từ Ark Invest vào ngày thứ sáu các bạn và ngày thứ năm. Năm đó thì cuối cùng dữ liệu từ Arc Invest là âm 47 triệu nhưng mà vẫn là một ngày dương cho Bitcoin các bạn. Không biết là ngày thứ 6 đó thì cái chỉ số này là bao nhiêu. Không biết tại sao mà cái API cho Arc Invest lại chậm chạp như vậy. Nhưng mà Arc Invest không phải là một cái quỹ mà có nhiều tiền ra vào hàng ngày. Cho nên với cái con số là dương 383 triệu đó thì cho dù là chúng ta có dòng tiền âm từ Arc Invest cũng không có thay đổi được con số này bao nhiêu đâu các bạn và không chỉ riêng là những quỹ Bitcoin Spot ETF thu mua và họ đã thu mua không phải là hôm nay không phải là ngày hôm qua các bạn à, có thể là khi mà giá tốt đó thì nhiều bạn mới đầu quan tâm đến thông tin này và nói là bây giờ đó giá đã tốt rồi họ mới FOMO không phải đâu các bạn chúng ta nhìn thấy được là dòng tiền dương đó đã có từ trước đó rồi từ đầu tháng lúc mà nhiều người lo lắng trong thị trường này đó, thì chúng ta đã nói tới là forward lại không lo lắng họ vẫn tiếp tục tích lũy và tích lũy và tích lũy các bạn cho đến bây giờ luôn chứ không phải là mới đây họ mới bắt đầu tăng tốc lên tích lũy đâu họ đã tích lũy từ đầu tháng tới bây giờ rồi lúc mà nhiều người lo lắng trên thị trường và một công ty nữa cũng tích lũy liên tục đó chính là Meta Planet các bạn đây là công ty của Nhật Bản và họ muốn trở thành MicroStrategy của Nhật Bản và chúng ta có thể nhìn thấy được là họ đã thu mua thêm 20.38 BTC không có nhiều các bạn nhưng mà quy ra đô la đó thì cũng là một con số đáng kể và họ tích lũy cũng khá là liên tục đó các bạn hiện bây giờ họ đang lưu trữ tổng cộng là 245.99 BTC và đương nhiên họ đang gồng lời hiện bây giờ và điều mà đáng quan tâm đó chính là họ tích lũy điều đặn cho dù những lúc mà các bạn thấy được thị trường nó tâm lý lo sợ nhất và một cái nữa đó chúng ta nhìn thấy được là Elon Musk ngày hôm nay đó, đã đổi hình đại diện thành con mắt laser rồi chúng ta bây giờ lại bước vào cái mùa laser eyes các bạn <laughs> và tại sao mà Elon Musk lại thay đổi đó thì dựa theo cái cuộc trò chuyện với Michael Saylor các bạn thì chúng ta thấy được là Elon Musk có chia sẻ một cái video xong rồi Michael Saylor đã chia sẻ là laser eyes mắt laser sẽ có thể bảo vệ bạn từ những cái thông tin lừa dối các bạn và ngay sau đó đó thì chúng ta nhìn thấy Elon Musk đã đổi cái mắt laser rồi và chúng ta cũng đã biết đây là cái phong trào gọi là laser ray to 100k có nghĩa là để mắt laser cho đến khi nào bitcoin đạt được 100.000 đô thì thôi và năm 2021 đó Cái phong trào này rất là nổi tiếng các bạn Rất là nhiều người đã chỉnh mắt laser Cuối cùng thì giá đã lên được 69.000 đô Và sau đó đã đi vào mùa đông Năm nay đó hy vọng sẽ không làm chúng ta thất dòng các bạn Và chúng ta thấy được là Elon thì cũng đã từng nói là Tesla sẽ Tiếp tục chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin nếu như việc đào Bitcoin dùng ít nhất là 50% năng lượng sạch. Thì tới bây giờ đó, dựa theo nhiều dự thống kê đó, cái phần trăm năng lượng sạch dùng để đào Bitcoin đã là 54.5% rồi. Có nghĩa là nếu như Elon Musk giữ lời hứa đó, thì bất kỳ lúc nào cũng sẽ có thông tin liên quan tới Tesla là sẽ chấp nhận thanh toán bằng BTC các bạn. Và các bạn nên nhớ là công ty Tesla đó bây giờ vẫn là công ty mà lưu trữ số lượng Bitcoin lớn thứ ba trong những công ty trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ các bạn. Chúng ta có thể thấy được là cho dù họ đã bán một số lượng lớn nhưng mà công ty Tesla đã vẫn đang lưu trữ 9.720 BTC các bạn và đáng giá bây giờ là 659 triệu đô la. Công ty Tesla đang lưu trữ 659 triệu đô la Vốn của họ mua số lượng Bitcoin này chỉ có 337 triệu mà thôi Đương nhiên con số này đã thua xa khi mà so sánh với lại MicroStrategy Họ lưu trữ tới 226.331 BTC lần Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là công ty Tesla vẫn lưu trữ còn nhiều hơn cả Coinbase Nhiều hơn cả những công ty đào như là Riot hay là H8 Và Michael Saylor thì cũng không có quên chia sẻ Các bạn hãy nhớ là cách đây vài ngày đó ông chia sẻ là Từ khi mà công ty MicroStrategy đã bắt đầu tích lũy Bitcoin thay vì lưu những tài sản khác thì từ tháng 8 của năm 2020 đến bây giờ Bitcoin là cái tài sản mà tăng giá nhiều nhất khi mà so sánh với tất cả tài sản lớn thì khi mà so sánh cổ phiếu của công ty MicroStrategy so với những cái cổ phiếu của những công ty lớn như là Nvidia, Tesla, Google, Microsoft, Apple, Meta, Netflix và Amazon thì các bạn thấy được cho dù Nvidia là một cái cổ phiếu mà tăng kinh khủng trong thời gian gần đây các bạn nhìn thấy được là tính từ lúc mà MicroStrategy mua Bitcoin đó là tháng 8 năm 2020 tới bây giờ giá Bitcoin đã tăng mấy trăm phần trăm nhưng mà ngược lại đó cổ phiếu MicroStrategy tăng tới 1339% đây chính là lý do tại sao mà những cổ đông của MicroStrategy chỉ đã tiếp tục ủng hộ chiến lược thu mua bitcoin của Microsoft các bạn họ đâu có khùng đâu họ đâu có dư tiền đâu mà cứ đưa tiền cho Michael cứ mua những trái phiếu của công ty MicroStrategy. tại vì sao các bạn tại vì đó cổ phiếu tăng rất là nhiều trong thời gian mà họ tích lũy bitcoin 1.339% các bạn còn nhiều hơn cả anh Nvidia nữa và điều thú vị hơn đó là MicroStrategy lưu trữ bitcoin Tesla lưu trữ bitcoin những công ty còn lại thì không có lưu trữ Bitcoin các bạn Điều này đó cũng không phải là tin tức gì xấu đâu các bạn Hay là chúng ta nên cảm thấy buồn Mà thật ra là chúng ta nên cảm thấy vui Tại vì phần lớn những công ty bây giờ họ vẫn chưa có đụng đến Bitcoin các bạn Chúng ta hiểu là Bitcoin đó chỉ mới bắt đầu là được lưu trữ bởi một số những cái nhà đầu tư phú wall mà thôi Thậm chí những tổ chức đầu tư lớn đó họ vẫn chưa có thật sự tham gia vào Những cái tổ chức tư vấn đầu tư đó họ vẫn chưa có thật sự là tham gia vào Để mà tích lũy BTC các bạn Những cái quỹ hưu trí vẫn chưa có tham gia vào Cái thị trường này nó vẫn còn rất nhiều tiềm năng về dài hạn. Và chúng ta thấy được là cái tốc độ tích lũy của những công ty này của những quốc gia như là Salvador chúng ta nói tới những công ty như là Made planet cộng với lại tốc độ tích lũy của những quỹ Bitcoin Smart ETF đó, thật sự rất là đáng kinh ngạc các bạn và các bạn cứ nghĩ, ngày lại càng nhiều số lượng BTC đó đi vào ví của những người này các bạn. Các bạn có tưởng tượng đi chỉ tính tuần vừa rồi thôi các bạn, trong như một tuần thôi, quỹ IBIT của BlackRock, một quỹ một thôi đã tích lũy 10.900 là 7 BTC. Cái con số này nó kinh khủng như thế nào? Và ngay bây giờ đó phần trăm Bitcoin có lời là bao nhiêu các bạn Thì hôm nay đã giá Bitcoin đã tăng lên 68.000 đô Thì hiện bây giờ đã phần trăm Bitcoin có lời dựa theo class no là 93.2% Đương nhiên rồi các bạn chúng ta bây giờ đang rất là gần cái đỉnh rồi Cái đỉnh của Bitcoin đó chỉ có 73.800 đô mà thôi Có thể nói là nếu như mà mọi thứ tốt đẹp tuần này đó Thì các bạn có thể đi Bitcoin hoàn toàn có thể đột phá và có đỉnh mới và chúng ta còn khoảng chừng là một hai thông tin nữa thùng muốn chia sẻ với các bạn rồi chúng ta sẽ nói về trung bình giá tuần này cũng như thùng muốn chia sẻ về các... Cái, uh, danh mục đầu tư của thuận ra sao thì chúng ta có một cái thông tin đi qua telegram các bạn thì telegram đó họ sẽ mở cửa cửa hàng ứng dụng web3 trong năm nay và tích hợp những cái mini app như là hamster combat và not coi ceo Pavel Durov kỳ vọng là năm 2024 sẽ là năm mà hàng trăm triệu người làm quen với blockchain thông qua telegram và để bảo vệ người dùng khỏi gian lận đó, thì telegram nói là họ sẽ hiển thị thời gian đăng ký và quốc gia chính của tài khoản công khai đồng thời đã cho phép nhà phát triển gắn nhãn xác thực kênh của họ chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà trước hết tới trung bình giá account demo tuần này rồi chúng ta sẽ nói tới cái account của thuận hiện bây giờ để danh mục đầu tư của thuận ra sao thì chúng ta cũng đã biết là hàng tuần chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá account demo mà chúng ta đã tạo ra cách đây hơn 2 năm các bạn lúc đó giá bitcoin là khoảng 46.000 đô và giá ether là khoảng 3.500 đô các bạn, cái mức giá là cỡ như bây giờ nè, nhưng mà sau đó chúng ta đã thấy được là giá đó đã, đã giảm xuống và giảm xuống tới cái mức là Bitcoin chỉ có 15.000 đô mà thôi. Trong khoảng thời gian đó thì chúng ta vẫn tiếp tục kiên trì chung mình giá 100 đô cho Bitcoin, 100 đô cho Ether, cho dù là tin tức như thế nào, cho dù là lòng người lo sợ ra sao, chúng ta có tiếp tục và tiếp tục như vậy. Thì cho đến bây giờ đây các bạn thấy chúng ta đang gồng lời là 112.2% và chúng ta đã bắt đầu gồng lời từ hồi tháng 3 của năm ngoái các bạn lúc đó thường nhớ là bitcoin chỉ có 20.000 đô mà thôi. Lúc bitcoin trở về 20.000 đô đó thì account đã có lời rồi tại vì chúng ta trung bình giá khi mà giá giảm xuống và khi mà giá hồi trở lại đã không cần trở về cái đỉnh cũ chúng ta cũng đã có lời. Và hiện bây giờ chúng ta đang gồng lời là 112.2% và đương nhiên chúng ta đang nói tới là cả một cái danh mục đầu tư lời 112.2% không phải là một phần hay là một lệnh gì đó các bạn có nghĩa là tổng số tiền và khi các bạn chung mình giá dài hạn á thì cái số tiền ngày càng lớn hơn cho nên cái phần trăm này áp dụng cho số tiền lớn hơn chúng ta mới thấy được là cho dù chỉ 100 đô về Bitcoin 100 đô về Ether Tới bây giờ đây chúng ta đã có hơn 50.000 đô trong account này rồi Đương nhiên thường biết 100 đô và bịch không 100 đô và y tờ đối với nhiều người là con số rất là lớn Nhưng mà đối với một số người đó thì con số này họ hoàn toàn có thể các bạn và chỉ những con số như vậy các bạn chỉ có 200 đô mỗi tuần chúng ta có thể tích lũy được là hơn 50.000 đô và phần lớn các bạn 26.000 đô là đến từ tiền lời và đương nhiên cái này chỉ là một cái ví dụ thôi các bạn có thể là áp dụng với con số nhỏ hơn là 50 đô mỗi tuần hay là 20 đô mỗi tuần tùy theo là các bạn muốn trung bình giá như thế nào và các bạn có thể nhìn thấy được là đối với là phần trăm có lãi đó thì 134% là đến từ BTC 89.6% là đến từ Ethereum các bạn Nói chung là Bitcoin đã có cái sự tăng trưởng tốt hơn Ether Trong cái khoảng thời gian mà chúng ta chung bình giá Thì ngày hôm nay đây chúng ta sẽ tiếp tục chung bình giá account demo này các bạn Thì chúng ta sẽ chung bình giá 100 đô vào Bitcoin Nhưng Và refresh lại các bạn thì bây giờ là 67.800 đô Thì chúng ta có thể mua được là 0.00147 Bitcoin Thôi sẽ bấm A transaction thì coi như ta cũng đã trung bình giá xong cho Bitcoin tuần này còn về Ethereum đó thì chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự để refresh xem coi là Ether bây giờ là bao nhiêu là 3 năm và ở mức là 3 năm 1 Ether đó 100 đôi chúng ta mua được là 0.0283 Ether thôi sẽ bấm add transaction thì coi như chúng ta cũng đã chung mình giá xong cho tuần này rồi các bạn tôi chắc là sẽ trở lại, trở lại để xem coi là cao này tới đâu rồi và cái phần trăm có lời lúc đó là bao nhiêu nhưng mà đương nhiên đây chỉ là cái cao demo mà thôi cao của thuận nó thì khác hơn nhiều các bạn tại vì thuận đã chung mình giá cái khoảng thời gian nó dài hơn cái con số này rất là nhiều thuận tạo ra cao demo này đó cái lúc mà nhiều bạn khoảng sợ nhất để cho các bạn thấy được là chung mình giá nó có cái hiệu như thế nào không những là có thể mang đến cho các bạn lợi nhuận nếu như các bạn chung mình giá đúng tài sản và kiên trì dài hạn mà nó có thể làm cho các bạn đó, có cái tâm lý vẫn hơn rất là nhiều trong những lúc mà tình hình xấu các bạn và nói với cái account demo của thuận đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được là thuận đã update cái danh mục đầu tư của thuận à, liên quan đến crypto thì nó cũng không có thể rất nhiều đâu các bạn và cũng không có khiến nhiều bạn bất ngờ đâu tại vì các bạn đã nhớ là trong vòng à, mấy tuần qua đó thì thuận đã rất là chú tâm chung bình giá vào bitcoin các bạn nhưng mà nào mà theo dõi kênh thường xuyên nên thì cũng không có lấy gì gọi là làm lạ đâu Tôi đã chia sẻ trong những cái cập nhật trước đây rồi Và các bạn thấy được là cái phần trăm Bitcoin hiện bây giờ là mức 68.78% à, Chúng ta nhìn thấy được là Ether đó thì đã đồng mà thường lưu trữ nhiều thứ nhì Ở à, cái mức đó các bạn thấy là 24.1% Sau sau đây nó có những đồng mà thường lưu trữ cái phần nhỏ hơn Trong đó chúng ta có đồng BNB là 0.11% Cardano là 1.45% XRP đó thì khoảng chừng là 1% các bạn Madix đó là

AVAX là 0.16%, LINK 0.2%, DOT 0.22% và những đồng khác đó thì uh, tổng cộng những đồng đó chỉ có 0.27% mà thôi cho nên Thuận không có liệt kê ra các bạn những đồng đó rất là nhỏ nhưng mà các bạn nhìn thấy được là phần lớn thùng vẫn đang lưu trữ là Bitcoin và Ether nhưng mà nào mà là fan của kênh đó, trong giờ bao nhiêu năm qua thì không gì là lạ đâu các bạn đây là cái phần trăm phân bổ thường đã có từ rất rất nhiều năm rồi các bạn Bitcoin trước rồi tới Ether đó là cái mà thùng phân bổ vốn bao nhiêu năm qua 3 để thường nhắc lại đó một đồng bình thường đang đầu tư cũng không có nghĩa là bạn nên đầu tư và một đồng mà bạn không đầu tư cũng không nghĩa là không có đồng tốt được các bạn tại vì thuận có thời gian và thuận có tài nguyên hạn chế cho nên thuận chỉ có thể là chú tâm vào những đồng mà thuận đã tìm hiểu từ trước tới giờ rồi và đây là cái kết cấu đầu tư crypto của thuận còn về tổng trên đầu tư thì sao các bạn? Thì tổng trên đầu tư đó các bạn nhìn thấy được là Thuận chỉ còn tiền mặt bây giờ là 2.3% mà thôi. Crypto đó là 62.5% các bạn, đây là các phần trăm lớn nhất. Và các bạn nên nhớ là thường đó thì crypto thường chỉ đâu đó trước đây là khoảng 40% mà thôi, khoảng 35 40%. Với đây cái phần trăm nhiều nhất các bạn nhưng mà không nhiều như vậy. Thì sau này trong tương lai thường sẽ phải điều chỉnh xuống một chút các bạn và các phần mà thường muốn có nhiều hơn đó chính là cổ phiếu để cho nó có một cái sự cân bằng hơn. Hiện bây giờ đã hầu như là Thuận chỉ có crypto rồi đó là những tài sản khác, trong đó chưa là bất động sản các bạn. À, tại vì các bạn đã biết là thường có nhà đang ở rồi, thường có nhà cho mướn và một số những hợp đồng đầu tư khác. Nó chiếm tới 31.4% hiện bây giờ. Và cái phần trăm đó vẫn đương nhiên là thu crypto các bạn cho nên một ngày nào đó thường sẽ phải cân bằng lại một chút. Nhưng mà đây là kết cấu hiện bây giờ. Còn về tiền mặt đó thì thường chỉ lưu trữ có 2.33% mà thôi. Cái này đó là thường chia sẻ để các bạn nắm bắt được để tham khảo mà thôi các bạn không phải lời khuyên đầu tư và cái này cũng không nghĩa là các bạn nên lưu trữ cái số lượng tiền mặt này hay là nhiều hơn hay là ít hơn cái đó là tùy theo các bạn mà thôi tại vì mỗi người đó có mọi vị thế thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau có thể là 2.33% của thuận đó thì cái đó quy ra tiền mặt quy ra đô la đó thì cái phần trăm đó đã đủ cho thuận lợi như chuyện xảy ra thì cái phần trăm tiền mặt đó thuận có thể xoay sở được nhưng mà có thể là bạn cần phần trăm nhiều hơn đó là tùy theo mỗi người mà thôi các bạn và đương nhiên mỗi người sẽ có một cái kết cấu khác nhau các bạn tin vào bất động sản bao nhiêu các bạn tin vào cổ phiếu bao nhiêu thì các bạn có thể phân bổ theo cái thích của mình đây là cái mà thuận đang phân bổ hiện bây giờ mà thôi và Thuận chia sẻ những thông tin này với các bạn đó Chỉ có hai mục đích thôi Thứ nhất là Thuận muốn rõ ràng Tại vì hàng ngày đó Thuận chia sẻ rất nhiều thông tin với các bạn Và các bạn đã biết là Thuận là một người mà rất là có lòng tin Và rất là bullish về thị trường này dài hạn các bạn Đó là điều mà Thuận những gì bạn đã nhận ra rồi Nhưng mà quan trọng hơn đó là Thuận dành rất nhiều thời gian chia sẻ về Bitcoin à, Ở trên channel này các bạn Thì các bạn cũng nên biết là Thuận lưu trữ Phần lớn tài sản của Thuận là Bitcoin hiện tại Đó là điều mà Thuận muốn rõ ràng với các bạn Thứ nhì nữa đó là cái channel này đó ngoài việc là cung cấp thông tin tin tức với các bạn ra nó cũng là một cái nhật ký đầu tư của thuận thuận muốn chia sẻ với các bạn cái quá trình thuận đầu tư crypto như thế nào có thể thuận thành công thì các bạn cũng có thể rút được kinh nghiệm hay là thuận thất bại các bạn cũng có thể rút được kinh nghiệm à, từ những cái video mà thuận chia sẻ và thuận cũng chia sẻ với các bạn là hiện giờ thuận đã làm gì giống như hiện bây giờ thuận vẫn đang tiếp tục chăm chỉ đi Bitcoin cái này thường chia sẻ các bạn rồi tối ngày nào thường sẽ chia sẻ rồi thường sẽ chốt lời để mà cân bằng lại và không phải đến lúc mà thường đã thấy giá tăng rồi hay giảm thường mới chia sẻ thường muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thể thấy được là cái quá trình thành đầu tư như thế nào thường chỉ quan tâm đến danh mục đầu tư của mình mà thôi chứ còn thường không quan tâm nhiều đó với lại cái sự phản ứng giá cả trên thị trường ra sao rồi các bạn tại vì thường có cái lòng tin dài hạn hơn về thị trường này và đây là cái bạn cập nhật mỗi hai tuần như thường đã chia sẻ để các bạn theo dõi mà thôi và có một số những cái quy định mà Thuận đặt ra trong bản thân của mình Thuận cũng muốn chia sẻ Và nhắc lại để các bạn nhớ Thứ nhất đó Là đừng tin ai hết các bạn Trong thị trường này đó Đừng nói đến là một ai đó Cố tình giặc các bạn Một ai đó muốn tốt cho các bạn đó Chưa chắc là họ đã có cái quyết định đúng và có thể dẫn đến là các bạn bị thua lỗ và trong thị trường này đó có biết bao nhiêu người nói một đằng là một nẻo các bạn chúng ta đã chứng kiến rất là nhiều rồi chúng ta đã nói tới những nhân vật lớn đó có tên tuổi như là chúng ta nói Cameron Larry chúng ta nói tới K CEO, một mặt đó thì họ phớt thị trường này mặt khác thì họ lại thu mua cho nên đừng tin ai hết các bạn tự tìm hiểu năm nay đã là năm 2024 rồi chúng ta có rất là nhiều những cái tin tức thông tin trên mạng các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu được các bạn nhiều khi các bạn chỉ cần google thôi là đã biết tin tức đó là thật hay giả rồi cho nên tự tìm hiểu nó sẽ tốt hơn rất là nhiều tự giữ crypto nhưng mà nào mà trải qua năm 2022 ra với những tên tuổi lớn như là BlockFi, Celsius, Voyager, FTX, bị phá sản thì các bạn cũng sẽ biết được là cái nguy hiểm khi mà lưu trữ tiền bạc với lại một công ty thứ ba như thế nào rồi. Tự do crypto vẫn là an toàn hơn đối với thuận. Nhớ chúc lời, các bạn mà không chúc lời đó thì người khác sẽ chúc lời Dùm các bạn. Chúng ta đừng bây giờ quên tại sao mà chúng ta đầu tư. Đầu tư đó là vì lý do gì các bạn? Mỗi người có một mục đích, các bạn có thể là đầu tư tại vì các bạn muốn mua xe mới, các bạn muốn mua nhà mới, các bạn muốn cưới vợ, lập gia đình hay làm bất cứ cái gì đó thì khi mà đã đạt được mục đích rồi các bạn đừng quên đi tại sao các bạn bắt đầu. Đầu tư không phải là chỉ đi đầu tư thôi các bạn. Cho nên các bạn phải nhớ chút lời để có thể cân bằng lại. Chút lời đó không phải là để tối ưu hóa lợi nhuận mà chút lời đó là để quản lý rủi ro để các bạn có thể đi đường dài được và phân bổ vốn rất là quan trọng các bạn. Các bạn tùy theo là muốn chấp nhận rủi ro như thế nào thì các bạn phải phân bổ vốn để mà phòng rủi ro, không vay mượn đầu tư đó thì đã căng thẳng rồi các bạn mà vay mượn đầu tư đó thì lại càng căng thẳng hơn nữa và càng căng thẳng các bạn càng sẽ dễ phạm những sai lầm và zoom out đầu tư dài hạn luôn là tiêu chí của kênh từ trước tới bây giờ và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy như ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, XM, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Nhưng bạn nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn